Ngủ mơ là tình trạng thường gặp, không có gì quá xa lạ. Tuy nhiên, khi mang thai, cơ thể mẹ bầu vốn đã rất mệt mỏi, nên khi gặp tình trạng ngủ mơ với những giấc mơ kỳ lạ, thường sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng và tinh thần. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Xin mời các mẹ hãy cùng tìm hiểu và tham khảo những cách sau đây để có thể tránh được tình trạng ngủ mơ này nhé. Cảm xúc, thay đổi nội tiết tố và rối loạn giấc ngủ đều góp phần gây ra những giấc mơ kỳ lạ mà người mang thai thường trải qua. Sự thay đổi nội tiết tố đóng một vai trò quan trọng cho cả giấc mơ khi mang thai và chất lượng giấc ngủ khi mang thai. Ngoài ra, hormone thai kỳ ảnh hưởng đến cường độ của cảm xúc cũng như cách chúng ta xử lý chúng. Điều này có thể ảnh hưởng đến giấc mơ khi mang thai của các mẹ bầu. Bên cạnh đó, những giấc mơ còn bị ảnh hưởng bởi những sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là những sự kiện tình cảm. Mang thai chắc chắn là khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với nhiều người. Mặc dù những giấc mơ kỳ lạ là một phần hoàn toàn bình thường của thai kỳ, nhưng nếu chúng đáng lo ngại hoặc ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng giấc ngủ của bạn, dưới đây là một số cách cải thiện tình trạng này. 1. Giữ thói quen đi ngủ đều đặn. Bạn có thể tắm với nước ấm, thư giãn cùng với âm nhạc, đọc sách trước khi tắt đèn hoặc làm bất cứ điều gì giúp bạn cảm thấy thoải mái. Làm điều tương tự từ đêm này qua đêm khác sẽ giúp cơ thể của bạn chuẩn bị cho giấc ngủ thật tốt. 2. Đi vệ sinh trước khi ngủ. Thường xuyên dậy đi tiểu là một bất tiện phổ biến khi mang thai. Vì vậy, việc đi tiểu trước khi đi ngủ sẽ làm giảm nguy cơ bạn phải thức dậy vào ban đêm. 3. Thử gối dành cho bà bầu. Được tạo ra với mọi hình dáng và kích cỡ, gối bà bầu sẽ giúp cho bạn có được tư thế ngủ thoải mái nhất ở bất cứ đâu. 4. Tắt đèn. Cũng như thói quen trước khi đi ngủ, giảm ánh sáng buổi tối trong nhà báo hiệu cho cơ thể bạn rằng một ngày đã qua và đã đến lúc cần thư giãn. 5. Tắt màn hình ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ TV, máy tính, điện thoại và các thiết bị khác có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã tránh xa các thiết bị điện tử ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ. 6. Viết nhật ký về nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn. Viết nhật ký có thể giúp bạn xử lý cảm xúc và suy nghĩ về việc làm cha mẹ trong ngày. Về cơ bản, hoạt động thông qua những cảm xúc giống như những cảm xúc mà tâm trí của bạn đang hoạt động vô thức trong khi mơ. Nếu bạn có một số giấc mơ bất thường trong khi mang thai, thậm chí là những giấc mơ không giống với bất kỳ suy nghĩ hoặc giấc mơ nào bạn từng có trước đây, hãy biết rằng bạn đang ở trong tình trạng tốt. Những giấc mơ khi mang thai có chút kỳ lạ là hoàn toàn bình thường. Chúng chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy tâm trí của bạn đang vẽ ra những kết nối quan trọng khi bạn quen với ý tưởng chào đón đứa con mới của mình đến với thế giới. Khi ngày sinh đến, những giấc mơ của bạn sẽ dần trở lại bình thường. Nếu bạn lo lắng hoặc những giấc mơ khi mang thai của bạn đang ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ để có thể được tư vấn và điều trị, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và em bé nhé.